stuff, World Heritage. Hello, xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Nick đang coi cái thông tin thời tiết hôm nay của cái ngôi làng rất là nổi tiếng, xinh đẹp hàng đầu của nước Áo cũng như là nổi tiếng trên thế giới có tên là Hallstatt. Năm ngoái thì Nick cũng có tới rồi, nhưng mà năm ngoái chưa có dịp lên tham quan cái mỏ muối ở trên cao á. Thì cũng rất là tiếc lần này trở lại nước Áo nè, ở thành phố Salzburg. Hôm nay là từ Salzburg mà Nick sẽ đi lên tới Hallstatt thì mất khoảng chừng 1 tiếng 15 phút, tiếng rưỡi á. Thì tới đó nhất định là phải đi vào tham quan cái mỏ muối mà lần trước bị bỏ lỡ. Nhưng mà rất tiếc hôm nay thì xem tình hình dự báo thời tiết là có thể có mưa. Không biết là nó sẽ như thế nào đây. Mùa này là đang mùa thu, nó nghĩa là lá vàng, lá đỏ thì đang rất là đẹp rồi. Nếu mà trời trong xanh có nắng nữa thì sẽ rất là tuyệt diệu. Tuy nhiên thì hiện tại thấy là dự báo cái ngày hôm nay sẽ mưa. Mà thôi kệ đi, đã tới rồi mà cũng không có nhiều thời gian nữa, hôm nay nhất định phải tới đó và lên tham quan mỏ muối. Và cũng qua đó Nick cũng sẽ tranh thủ với lại chia sẻ về cái di tích lịch sử, cái di tích mỏ muối này rất là nổi tiếng tại thị trấn, ngôi làng Hallstatt, ngôi làng cổ rất xinh đẹp ở đó của nước Áo nha. Cho nên là thôi bây giờ phải đi thôi, mời quý cô bác chị và bạn cùng theo chân với Nick chúng ta đi tham quan ngôi làng Hallstatt và mỏ muối ở trên ngôi làng này nha. Hallstatt World Heritage. Đúng như là dự báo luôn, hôm nay trời sẽ mưa ở Hallstatt và Nick tới thì mưa tầm tã luôn nè cô bác anh chị và các bạn ơi. Mùa này là mùa đẹp, nếu mà rơi đúng vào ngày trời nắng đẹp thì nhìn cái hồ của Hallstatt thì nó là tuyệt diệu luôn. Hallstatt là một cái thị trấn nổi tiếng với vẻ đẹp thơ mộng và có lịch sử hơn 7.000 năm. Thị trấn này đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới và là một trong 50 thị trấn đẹp nhất thế giới. Wow. Đọc tới cái thông tin này ai cũng thấy là thấy rất là muốn tới để tham quan du lịch tại thị trấn Hallstatt này. Đó, nhìn khung cảnh mặc dù là mưa nhưng mà trên núi bây giờ lãng vãng mây bay rồi rừng cây đổ màu vàng rồi. Đó, dù mưa nhưng mà nhìn cũng có cái nét hay của mưa, chỉ tiếc là nó ướt át quá nên là đi lại hơi bất tiện tí thôi. Mà thôi kệ đi, không gian khung cảnh này cũng rất là lãng mạn, nhìn thấy cũng rất là đẹp rồi. Nick sẽ tí nữa đi vào làng đi khám phá nha. Ồ, có con thiên nga. Một bầy thiên nga luôn, nó đang bơi dưới hồ nè. Thị trấn Hallstatt này là có cái vị thế rất là đẹp, với lưng là tựa núi. Cái núi này như là tên là Dustin và mặt thì hướng ra hồ Hallstatt Sea. Đó là hồ Hallstatt và cái hồ này có diện tích gần 60 km². Theo thông tin mà Nick đọc được thì dân số chỉ có khoảng 1.000 người sống ở đây thôi. Và đa số là người ta làm nhà nghỉ, khách sạn hoặc là nhà hàng hoặc là cho thuê để làm các dịch vụ liên quan đến du lịch. Đó, đứng ở đầu làng ở bên đây chỗ bãi xe thả xuống. Nick nhìn qua hướng bên kia nè. Trời, mưa nhưng mà cũng rất đẹp cô chú anh chị và các bạn. Ở đây là khu vực quảng trường trung tâm của làng Hallstatt, nhìn cổ kính và nhiều màu sắc rất là đẹp. Nhìn lên trên núi cao có con thác chảy nghe róc rách, từ xa là có thể nghe được. Thì đang trời mưa cho nên du khách cũng nấp hết trơn rồi. Nick đứng phía ngoài mưa quay tí cho các bác chị mình xem, còn có nhà thờ tháp rất là cao nè. Rồi bây giờ là Nick lội qua bên đầu, bên đây là đầu làng bên này, nhìn xuống ngược lại nhà thờ phía dưới kia hình như là nhà thờ Thánh Michael. Rất là đẹp luôn. Nick nghĩ là trời mà trong xanh tí thôi
Ở trên triền núi phía dưới kia là gợn mây, rồi hồ nước trong xanh. Khung cảnh này nó thanh bình, nhìn nó đúng là ảo diệu thiệt. Phải nói là ngôi làng như là ngôi làng cổ tích, rất là đẹp. Hồ nước thì tĩnh lặng, lâu lâu mà hồi nãy thấy mấy con thiên nga nó bơi thì rất là hay. Nước thì trong veo luôn. Ở những khu dãy nhà của người dân người ta ở. Hôm nay ai mà đi vào làng tham quan thì cũng phải mang dù theo. Ngôi làng nhìn nó quá hay, nổi tiếng. Dù mưa thì mưa thôi kệ, dân chơi không sợ mưa rơi. Nước vẫn đứng ngoài mưa ngắm cảnh này, nó đẹp quá chừng đẹp. Ở trên này thì có một cái nhà thờ khác mà lần trước Nick cũng chưa có dịp lên. Ở trên nhà thờ này thì có cái khoảng sân người ta làm những cái ngôi mộ chôn cất rất là nhiều nè. Và ở đây thì có một cái nhà gọi là nhà đầu lâu, penthouse. Đây, cái nhà này đây. Muốn vào trong cái nhà này là mua 2 euro. Đó, vào trong để xem những cái đầu lâu và những cái bộ xương người mà người ta không có chỗ chôn, người ta để ở trong đây nè. Xếp rất là nhiều. Ai mà yếu bóng vía không thích xem những cái xương sọ thì thôi đừng vào. Đó, ai mà thích tìm hiểu thì bỏ 2 euro mua vé vào bên trong nha. Nó có một cái không gian nhỏ nhỏ thôi. Đó, rất là nhỏ, chỉ cần vào ngón tí là xong, chụp tấm ảnh là đi ra nè. Để Nick vào, Nick chụp một tấm ảnh cho cô bác chị mình biết sơ qua nha. Bây giờ vẫn còn trời mưa, mưa xối xả, mưa tầm tã, thật là không may cho một ngày không đẹp trời. Để trú mưa thì Nick nghĩ là thôi mua một cái vé lên du thuyền, nó khoảng 15 euro, đi khoảng 50 phút chạy quanh qua các trạm. Thật ra nó giống như một chiếc phà hơn, đón và thả khách ở điểm này điểm kia của cái thị trấn Hallstatt này. Và ngồi trên phà này sẽ ngắm được vào bên trong là thị trấn cổ kính xinh đẹp. Đây Nick đang ngồi ở trên phà rồi. Trời mưa cho nên người ta không ra ngoài để chụp ảnh check-in, chứ ở chỗ này có một cái đài chụp ảnh chắc là rất là hay nhá. Euro cho một cái chuyến du thuyền hay gọi là một cái chuyến phà 50 phút nhìn ngắm hồ Hallstatt và thị trấn ngôi làng Hallstatt xinh đẹp này cũng rất là xứng đáng nha. Bây giờ thì sắp kết thúc của hành trình 50 phút rồi, sẽ quay trở lại cái điểm xuất phát ban đầu ở trung tâm của Hallstatt. Nick sẽ lên bờ và đi lên tham quan cái mỏ muối như là từ đầu Nick đã nói. Lần trước Nick chưa có dịp tham quan cái mỏ muối này, sẽ là một cái điểm tham quan mới trong ngôi làng mà Nick muốn trải nghiệm và bắt đầu leo lên trên đó như thế nào. Có gì hay Nick sẽ quay và chia sẻ cho cô bác chị và các bạn cùng xem nha. Đây là trạm lối vào lên mỏ muối nè. Mua vé lên cáp treo hoặc là vé là đi lên tham quan luôn cả cái mỏ muối ở trên. Có hai lựa chọn, có thể là mua combo luôn cũng được. Trong cáp treo thì trời mưa che hết rồi, Nick quay cũng không có đẹp nên là lên trên đỉnh là Nick đi thẳng vào, khoảng 15 phút là sẽ tới được cái khu mỏ muối nè. Quang cảnh bây giờ nhìn xuống quá đẹp luôn, bây giờ tranh thủ vào mỏ muối thôi.
Bây giờ xếp hàng ở đây chờ tới lượt vào của cái suất là 3 giờ 15. Chuẩn bị cũng sắp tới giờ rồi. Bây giờ vào trong thì tới cái phòng là thay đồ. Ở đây thì ai cũng được phát một bộ đồ, biết nghĩ là đồ cũng giống như là đồ của công nhân mỏ mối ngày xưa, chắc là tạo cái cảm giác là khơi gợi lại cái thời xa xưa cho nó hay hay. Biết nghĩ cũng khá là thú vị đây. À, thì người ta nhìn hình như là nhìn sai người rồi lấy cái sai bộ đồ cho mặc. Ai nó cũng sẽ tới lấy đồ để mặc. À, chụp hình kỷ niệm trước khi đi vào mỏ mối. Đây, có đủ ngôn ngữ, có cả tiếng Hoa, tiếng Nhật, nhưng mà chưa có tiếng Việt. Wow, đông quá trời luôn. Thank you. Also, ich möchte nochmal herzlich willkommen heißen im Salzburgwerk in Halbstadt, dem ältesten Salzburgwerk der Welt. Und zwar mit dem traditionellen Bergmannsgruß Glück auf. Ich bin der Alexander und ich werde jetzt für die nächsten ungefähr 1,5 Stunden durch den Berg begleiten. So, first of all, let me welcome you with the traditional miner salute Glück auf here in the soup mine in Halbstadt, the oldest soup mine in the world. My name is Alexander and I'm going to accompany you through the mountain for approximately the next 1.5 hours. Ja, und wir werden jetzt raufgehen zum Christina Stohl durch ein Drehkreuz durch. Das ist nur zum Zählen da, also das Ticket brauchen wir jetzt während der Führung nicht mehr. Rauf über die Holzstiege, bis wir vor dem sogenannten Mundloch, also dem Eingang stehen. Da bitte nochmal kurz zusammenwarten, momentan regnet es, also könnt ihr gerne auf der Stiege warten, das ist überdacht, da bleibt es trocken. Bevor wir da jetzt raufgehen, bitte schauen, dass beim Hinten die eigene Jacke in der Schutzhose drin steckt, sonst ist nämlich ganz leicht dreckig oder kaputt. Bây giờ trước khi vào trong là nhắc nhở mọi người kiểm tra cái nút quần. Nếu mà nó dài quá thì phải bấm nút quạt xăng lên để nó không có bị lết, bởi vì đi vào mỏ muối. Lát nữa là đi bên trong mà cái quần dài quá thì kẹt vướng, có thể bị té hoặc là bị dơ đồ. Đấy, ai cũng cúi xuống nhìn coi mình đã đúng quy chuẩn chưa, nếu chưa thì cột lại cái nút quần. Bây giờ đi ra ngoài trời, đi dọc theo hành lang này vài trăm mét mới lên tới trên mỏ muối. À, những công nhân muối, những công nhân đi đào mỏ muối. À, mùa thu đang đẹp quá chừng luôn. Ơi, đây là cửa của mỏ mối Christina 1719 từ năm 1719.
À, cái đường hầm còn dài hông hốc luôn. À, những cái khung sắt này làm cái vòng để chống đỡ, hai bên là những cái vách gỗ để bảo vệ đường hầm này. Qua đoạn này thì bên trong đỡ vách hầm là những cái mảng tường gạch xi măng, cái này được đúc những cái miếng nhỏ nhỏ khoảng 30x30. Rồi bên đây là gỗ trống nữa. Đoạn này thấy mối bám ở trên tường, trên cái khung của đường hầm nè, mối cho nên là có ánh sáng phản chiếu nó cũng lấp lánh. Qua đoạn này là cái đường hầm hồi xưa đào bằng tay nè, đá nó còn lởm chởm, chỗ này người ta đang phục dựng trùng tu. Nhiều gỗ được đưa vào nè, chỗ này đang làm vách gỗ bảo vệ. Where you can already find salt, the so-called core of the mountain. And if you take a look around the rock wall here, all the red and the yellowish white stuff that you can see, that's already the rock with salt in it. That of course means if you were to lick the walls now, they would taste salty, but I don't recommend it because you wouldn't be the first ones. Yeah? And we are here also in front of our first minor slide already. We've got two of those in total, and we are going to use both of them today. The slide from the seventh horizon down into the sixth. And a horizon in a mine is basically the same thing as a level in a building, just the distance between the horizons is a little bit more. That of course means, like I said, now we're in the seventh. Once we go down there, we'll still be in the seventh, and only after the second slide will we get down into the sixth. And back in the days, the miners would actually use slides just like these here to get down into a lower horizon faster, but also safer. It's obvious why it's faster, but how is this safe? Well, sometimes it can be quite wet and slippery here in the mine. And of course, on wet stairs, you can hurt yourself very easily. Chỗ này là có một cái cầu trượt bằng gỗ, nó cũng trơn láng rồi. Bây giờ anh hướng dẫn cho mọi người cách trượt nè, trượt xuống. Nếu ai mà không muốn trượt hoặc là sợ thì cứ đi thang bộ đi xuống dưới. Còn ai trượt được thì trượt. Nó nghĩ đây là một cái trò cũng rất là thú vị cho tất cả những du khách đến tham quan cái mỏ muối này, có những cái trải nghiệm. À, tí nữa là Nick cũng sẽ trượt xuống luôn. Trượt ở đây người ta để mắng trượt thì phải trượt thôi, thấy cũng ok, cũng không có quá sâu, cũng không quá cao nè. Ha ha ha.
xong rồi. Bây giờ đi qua đây coi. Là giống như cái phần của bảo tàng trưng bày và giới thiệu nhiều cái. Hãy coi bên đây là Tron Production Today, Tron from Crane. Wow, muối này. Has been going on here for the past 7,000 years already, and we will now go and watch a short video about how the soap mining changed over those past 7,000 years here in Hallstatt. Also, bitte da hinten haben wir Platz nehmen, so please just take a seat right there. So, anh cũng có giới thiệu lại cái muối, là một muối này hơn 7.000 năm tuổi rồi, từ lâu đời nó khám phá ra cái mỏ muối này. Seven thousand years ago. Quá trời lâu luôn cái mỏ muối. Bây giờ qua bên khu này là xem một cái phim tư liệu chiếu ở trong đây cho mọi người tìm hiểu thêm. Mm-hmm.
1000 Jahren dein Hallstatt aus dem Berg rausgeholt. Jetzt schauen wir noch ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit, und zwar 250 Millionen Jahre, um genau zu sein. Wir schauen uns jetzt endlich an, wie das Salz überhaupt der Stein im Berg reingekommen ist. So, this is how the salt was brought out of the mountains up to 7000 years ago here in Hallstatt. Now we are going to travel back in time even a bit further, 250 million years ago to be precise, because now we are going to take a look at how the salt got into the mountain here in the first place. So, bitte wieder mitkommen mit mir, so please just come with me again. Hi, sau khi xem phim xong, tiếp tục đi vào sâu bên trong nữa. Xem phần tiếp theo của mỏ muối nè. Bảy ngàn năm, 11.700 năm sau tới 1.800.000 năm về trước, rồi 150.000.000 năm rồi tới đây là 250.000.000 năm về trước. Wow, một cái quả cầu lửa. Die Erde vor 250 Millionen Jahren. Trockenheit und Hitze prägen einen riesigen Superkontinent. In dieser Zeit entstehen unsere Salzlagerstätten. Planet Earth, 250 million years ago. The supercontinent is arid and hot. Our salt deposits are being formed. Es bilden sich Lagunen und Binnenmeere, die durch Barrieren vom offenen Ozean abgetrennt werden. Inland waters form, separated from the open ocean by barriers. Das warme Klima und die intensive Sonneneinstrahlung lässt mehr Wasser verdunsten, als nachkommen kann. Das Binnenmeer trocknet aus und übrig bleibt Salz, das sich mit anderen Mineralien ablagert. Dieser Vorgang wiederholt sich mehrmals. The hot climate causes more water to evaporate and can be replenished. Repeatedly, the inland sea dries up and salt, deposited with other minerals, remains. Es folgen unruhige Zeiten. Vulkane brechen aus. Sedimente wie Ton und Sand lagern sich auf den Sandschichten ab. Und im Laufe von tausenden Jahren wird diese Salzmixtur immer mächtiger. Turbulent times begin. Volcanoes erupt. Sediments remain on the salt layers. Over the years, this salt mixture increases. Vom Süden her kollidiert die afrikanische Kontinentalplatte mit der eurasischen Platte und verschiebt Europa nach Norden. Mit verschoben wird auch das Salz. Die Auffaltung der Alpen hat begonnen. Die Salze werden verformt und durchgeknetet, bis sie schließlich dort abgelagert werden, wo wir sie heute abbauen. The African and the Eurasian continents collide. Europe moves northward. The salt moves too. The unfolding of the Alps has begun. The salts are squeezed until finally deposited where we mine them today. Haselgebirge wird dieses Salzton-Anhydritgestein genannt. Hier befinden wir uns gerade etwa 100 Meter unterhalb der Erdoberfläche. Wollen wir alle Stollen durchwandern, liegen mehr als 30 Kilometer vor uns. Here we are, about 100 meters below ground. This salt clay anhydrite mixture is called Haselgebirge. The mining tunnels span over more than 30 kilometers. Das Salz aus Hallstatt entstand vor Millionen Jahren im Meer durch die sengende Hitze der Sonne. The Hallstatt salt originated long ago in the sea through intense sunlight. Ja, und da haben wir jetzt gerade gesehen, der Berg oder das Gestein bewegt sich immer ein bisschen. Der sogenannte Bergdruck. Dieser Druck ist natürlich an manchen Stellen mehr und an anderen weniger. Und in einigen Teilen vom Berg ist dieser Druck tatsächlich so stark, dass sich das Gestein bis zu 3 cm im Jahr verschieben kann. Und dieser Druck, der ist jetzt bei so einem Hohlraum, pressure of the mountain. Of course, this pressure is more in some parts and less in others, and in certain areas, this pressure can be so strong that the rock can shift up to 3 centimeters in a year. And vừa rồi là phim nói về quá trình hình thành của mỏ muối ở trên núi nè. Do chuyển động của vỏ trái đất là đứt gãy, rồi nước biển mặn ngày xưa bị nhốt ở trong một cái
hang, rồi nó nằm, nó bị vùi lấp ở bên trong núi này. Rồi quả trái đất là chuyển động, vỏ trái đất nâng lên và nó mắc kẹt ở trong đây, nó tạo thành cả mỏ muối và sau này người ta phát hiện và khai phá nó. Rất là hay luôn về ý nghĩa khoa học. Rồi, xem phim xong bây giờ tiếp tục đi xuống nữa. Cái này xuống sâu hơn nữa rồi. Và tí nữa là tới một cái máng trượt nữa nè. Đây là hướng dẫn để trượt. Rồi bây giờ nó cũng lên để tiếp tục trượt một lần nữa. Lần này nghe nói là có chụp hình, bán là 8 euro một bức ảnh. Wow, cái này sâu hơn hồi nãy. Xuống dưới có chụp hình. Đây, đợi đèn xanh. Rồi. Đây, bạn. Quá đã. Wow. Trời ơi. Trượt cái quá đã luôn, cái này cao và sâu hơn hồi nãy nữa. Quá đã. Ồ, tốc độ trượt này 15,3 cây số giờ. Ở đây 19,4 cây số giờ cặp đôi. Đây 18,5 cây số giờ. Của mình biết qua chưa ta? Rồi, Nick không thấy của Nick mà thấy cái anh hướng dẫn trong đây trượt là mạnh và nhanh nhất 34,6 km một giờ. Das Gleiche, natürlich wird es jetzt ein bisschen anders angewendet. Bevor wir uns aber anschauen, wie das heute funktioniert, schauen wir uns auf die Felswand da hinten eine kurze Lichterschau an. Und da sieht man am besten, wenn wir uns da vorne rund um das Geländer aufstellen, was so schön rot und blau beleuchtet ist. Ja, so we are now here in the so-called Hörnerwerk, and that is a disused leaching chamber. These leaching chambers are the oldest known form of the so-called wet salt mining, so getting the salt out of the mountain using water. And this was first used in the Middle Ages. Wow, dưới đây còn nước nè, nước nước đồng trong cái mỏ muối nè. Nhìn kỹ lại đây là mặt nước phản chiếu chứ không phải là cái hố sâu.
jetzt also unsere Lichter schon. Wie gesagt, wir gehen jetzt weiter und schauen uns an, wie die moderne Salzabwasser funktioniert. So, this is our light show, and like I said, people now go and take a look at how the modern group mining methods work. There are two different ways of doing that. Firstly, we've got the dry mining. That's basically just getting big chunks of salt rock out of the mountain hole. Of course, that's quite a lot of work and effort, but it's also not complicated at all. On the other hand, there's the wet mining, which nowadays works here with these so-called boreholes. You can see a model back there. That's also quite a lot of work to set up, and it's pretty complicated. So please be quiet, because otherwise I have to scream. Hello! So, like I said, that's also quite a lot of work to set up, and it's pretty complicated. But once a borehole like this is standing, it's actually far more efficient than the dry mining. And like now we're going to take a quick look at how these two methods work here in Austria. Aus dem Inneren des Berges wird das Salz gewonnen und per Hand abgebaut. Das Natursalz der Salinen Austria AG. The salt is mined by hand from the mountain. Natural salt by Salinen Austria AG. Was hier fließt, ist Sole. 4 Millionen Kubikmeter jährlich laugen die Salinen Austria aus ihren Salzbergwerken. Sole ist Salzwasser mit einer Sättigung von 30%. This is brine. Salinen Austria generates 4 million cubic meters of brine per year. Brine is a saturated saltwater solution. 40 Kilometer fließt die Sole oberirdisch in Rohrleitungen bis zur Saline Ebensee, wo sie gereinigt und erhitzt wird. Übrig bleibt reines weißes Salz. In the Ebensee saltworks, the brine is processed into salt. Aber wie wird die Sole gewonnen? Hier im Bergwerk wird zuerst ein senkrechtes Loch gebohrt und durch ein Rohr wird Süßwasser hinabgeleitet. How is the brine created? A vertical borehole is drilled into the rock and fresh water is pumped down. Das Süßwasser löst Salze aus dem Gestein und ein Hohlraum füllt sich mit Sole. Das nicht lösliche Material sinkt zu Boden. Salts are dissolved from the rock and a cavity fills with brine. Insoluble substances sink down. Die Sole wird durch Rohre nach oben gepumpt. The brine is pumped up through the pipes. Diese Bohrlochsondenmethode der Salinen Austria AG ist das modernste und effizienteste Salzgewinnungsverfahren der Welt. This technology by Salinen Austria AG is the most advanced and efficient salt production process in the world. Der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach. Das größte und reinste Salz bekommen wir dagegen ist in Altaussee. Some pieces of leather, fabrics and things made out of wood. And we will now go and take a much closer look at the archaeology here in the mountain in Altaussee. Ja. Chương trình vẫn chưa hết, bây giờ còn qua văn phòng tiếp theo để xem một bộ phim nữa. Nói về cái cầu thang gỗ đã cách đây hơn 7.000 năm tuổi rồi. Rồi đây là cái phòng chiếu phim. The archaeologists, those are all original pieces that they found in here. Except for the pig in the back there, that's a replica. Of course, metal stone can preserve in here. But the rest is all real. And here you can really see how good the salt is at preserving things that are even a couple of thousand years old already. However, pretty much all the stuff we can see here is actually nothing that special. The archaeologists find things like those pretty often in here. But in the year 2003, they found something really quite unique, because what they found was a whole wooden staircase, which they date to be around 3,000 years old, which makes it the oldest known still completely preserved wooden staircase in all of Europe, possibly even the entire world. But this staircase also wouldn't be something that special if it wasn't preserved entirely whole. Yeah, parts of stairs just like this one have been found in here before and still get found regularly here in the prehistoric mine. So back then those stairs were probably something completely ordinary.
But of course the conditions in here, especially this constant movement, make it extremely unlikely that big structures like this staircase get preserved whole, even just a couple hundred years. Most of the things we find in here are either small or just broken pieces. And therefore, for the archaeologists, this staircase is a really important and special finding. And like I said, we will watch something about the archaeology here now, but with focus being on this said staircase, and once this is finished, the screen will go up, and behind that we will actually be able to see this original 3,000-year-old staircase. Hallstatt, Weltkulturerbe in einer atemberaubenden Kulturlandschaft des Salzkammergutes. Hallstatt, a World Heritage Site in a stunning cultural landscape. Hallstatt von innen, der Salzberg, in dem seit 7000 Jahren bis heute mit modernsten Technologien Salz gewonnen wird. Hallstatt inside, the salt mine, where salt has been extracted for 7000 years. Seit Jahren öffnen die Archäologinnen des Naturhistorischen Museums Wien ein Zeitfenster in vergangene Epochen. Es ist das Salz, das über Jahrtausende alle Spuren des Menschen konserviert hat. Es sind nicht nur die Werkzeuge der früheren Bergleute erhalten. Auch Felle, Stoffe, Speisereste und die Exkremente hat das Salz konserviert. Archaeologists open a window into prehistoric times. Thanks to the salt, traces of humans have been preserved over thousands of years. Im Jahr 2003 entdeckten die Forscherinnen eine vollständig erhaltene, 8 Meter lange und über einen Meter breite Holzstiege. Ein Sensationsfund, über 3300 Jahre alt. In 2003, an entirely preserved wooden staircase was discovered, more than 3300 years old. Vor 4000 Jahren verändert ein neuer Werkstoff die Gesellschaft, die Metalllegierung aus Kupfer und Zinn. 4000 years ago, a new material changed society. The metal alloy of copper and tin. Die Stiege ist der Haupttransportweg der bronzezeitlichen Menschen, das Salz aus dem Berg zu gewinnen. The staircase is the Bronze Age people's main transport route to carry the salt out of the mountain. Die älteste Holzstiege Europas wird geborgen und wissenschaftlich untersucht. Und dieses Holzbauwerk hat viel mehr noch zu erzählen. Die Spuren der Menschen finden sich überall. Und so fließen die Erkenntnisse der Wissenschaftlerinnen in ein sogenanntes Lebensbild ein. Europe's oldest wooden staircase is discovered and scientifically examined. Human traces are detected and so the scientists are able to create a picture of life. Wir erzählen daraus eine fiktive Geschichte zweier bronzezeitlicher Kinder, Udo und Ere, und ihrem Tagwerk im Salzberg. Based on this, we tell the fictional story of the two children, Udo and Ere, and their daily work in the salt mine. Mit Leuchtspänen aus Tannenholz steigen die Geschwister Udo und Ere über die Stiege. Der 9-jährige Udo hat heute seinen großen Tag. Er wird zum Bergmann. With wooden torches, the siblings Udo and Eri climb down the stairs. Today is young Udlo's big day. He will become a miner. Die Bekleidung der beiden ist aus Flachs, Hanf und Wolle. Die Schuhe aus Leder. Their clothing is made of flax, hemp, wool and leather. Mit ihren Pickeln bauen die Bergleute Salz ab und gewinnen kleinstückeliges Salz. Udo darf das wertvolle Gerät benutzen. With picks, the miners mine small pieces of salt. Udo may use the precious tool. Die kleineren Kinder arbeiten als Leuchtspanhalter und trennen das Salz vom Taubengestein. The younger children's task is to hold the torch and to separate the salt from the rock. Eri befördert die Salzstücke in den Fülltrog und entleert diesen in den Tragsack. In diesen können bis zu 30 Kilogramm Salz transportiert werden. Eri puts the salt pieces into the trough and then into a bag that can carry up to 30 kilograms of salt. Udos Arbeitsplatz ist bei den Holzleuten. Udo belongs to the woodworkers. Udo hat sein Tagwerk getan und sein Werkzeug erhalten. Udo has received his tool. Es wird noch viele Tage geben, die so verlaufen, bis um 1100 vor unserer Zeitrechnung eine Katastrophe geschieht.
Nach über 3000 Jahren ist die originale Stiege aus der Bronzezeit wieder freigelegt und erzählt uns eine Geschichte der frühen Industrialisierung Europas. Many days like this will pass until the catastrophe of around 1100 BCE. Years later, the recovered staircase tells us about Europe's early industrialization. Thật luôn nè, còn giữ lại trong đây. Wow. Bây giờ câu chuyện là kể về cái cầu thang này nè. Đây là cầu thang thật luôn. Ja, und wie gesagt, was wir da erzählen, ist wirklich diese originale 3000 Jahre alte Stiege, die man da im Berg gefunden hat. And just like I said, what we see now is really this original 3000 year old staircase, die we found here in the mountain. Ja, leider war das jetzt auch schon der letzte Teil von unserer Führung. Natürlich, wenn es da Fragen gibt, sobald wir draußen sind, könnt ihr mich alles fragen, was wollt. Wir gehen jetzt aber nicht mehr zu Fuß raus. Wir fahren jetzt endlich mit einem sogenannten Grubenhund, also einem kleinen Bergmannszug raus. Und da setzen wir uns drauf wie auf ein Pferd, Füße auf der Seite und natürlich in Fahrtrichtung, also die Richtung dort hinten. Bitte von vorne nach hinten drauf sitzen, dass alle gut Platz haben. Zusammen quetschen müssen wir uns nicht, so viele sind wir nicht. Während wir rausfahren natürlich Hände und Beine nicht ausstrecken, Wände nicht angreifen, aber die am Kopf aufpassen. Und falls das wer filmen oder fotografieren will, während wir rausfahren, bitte Handy oder Kamera ganz gut festhalten. Out with a little miner's train. And we sit on it like on a horse, legs to the sides and of course in the direction in which we are moving. So in this direction back there. Please sit down from the front to the back so that everybody can fit on it nicely. And while we drive out, of course, don't stretch out your arms or legs. Don't touch the walls. Also watch your head again. And if you want to take pictures or film it while we drive out, please hold on to your phone or camera. Very, very good. Just a couple of months ago, somebody dropped their phone. Now it doesn't work anymore. So if you want to take pictures, videos, please be careful. Ja, ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und wir danken. Rồi, bây giờ cởi cái xe này đi ra. Phần cuối của chương trình. Hồi nãy là leo trượt đi xuống thang, mà bây giờ sẽ ngồi cái xe này giống như xe, không biết gọi là xe gì luôn á, làm gần cái gỗ giống như cái bàn ngồi. Rồi leo lên đây ngồi. Đầu xuống cẩn thận. Có con suối bậc thang chảy quá trời chảy. Okay,
Đây, cởi đồ ra, trả lại máng lên. Rất là đã, rất là tuyệt diệu. Và cái chương trình làm trong cái mỏ muối này rất là hay. Và đây, cái hình mà Nick đã trượt ở cái chặng cuối cùng nè, sâu nhất, cao nhất. Và trên đó cũng có chụp cái tấm hình. Họ bán cái tấm hình này là 8 euro nha. À, tính ra là 200 mấy chục ngàn đó. Nhưng mà không sao, đi chơi ở nước ngoài thì bình thường thôi, một tấm hình vậy. Và họ có đo độ tốc độ của Nick khi mà trượt nè. À, cái hình mà Nick đang cầm cái máy quay lúc mà trượt cái xuống đó, tốc độ của Nick là 23,2 km/h. Một tấm hình kỷ niệm 8 euro tại mỏ muối của ngôi làng Hallstatt này, rất là đáng nhớ, kỷ niệm này. Và chắc cô bác chị cũng sẽ hỏi là cái vé mà lên ở trên mỏ muối này như thế nào. Nick thì là Nick mua cái combo luôn, có nghĩa là combo là đi cái cáp lên trên, rồi sau đó đi qua cái chỗ mỏ muối và tham quan, thì cái combo đó 2 trong 1 là chỉ có 40 euro thôi. Nhưng mà nếu mà ai mua lẻ là cái vé để đi lên cáp khứ hồi đó thì đã 22 euro rồi. Còn nếu mà mua thêm một cái vé tham quan mỏ muối nữa thì hình như là họ tính 25-30 euro gì đó. Cho nên là nếu có thời gian quyết định đi tham quan mỏ muối luôn thì là nên mua cái vé combo là 2 trong 1, đi cáp lên xuống và đồng thời là vé vào tham quan mỏ muối luôn nha. Và cái mỏ muối này thì tùy theo mùa, ví dụ là Nick thấy thông tin là để hết tháng 10 này là sẽ thay đổi cái giờ cuối là tham quan, là hình như là sớm lắm, kết thúc trong ngày. Nhưng trong mùa hè thì họ có thể mở cho tới hình như là 4-5 giờ chiều luôn là cái tour cuối. Còn qua mùa đông lạnh thì chắc là đóng sớm hơn. Cho nên cô bán chị mình đi tùy theo mùa, mình phải check thông tin trước ở trên trang web của cái chỗ mỏ muối này để xem là họ mở cửa đóng cửa như thế nào, để mình còn bút vé là mình đi sắp xếp thời gian cho nó tiện nha. Rồi, một cái hành trình mà đi rất là đã, đi lên ngôi làng Hallstatt mặc dù hôm nay trời mưa liên tục từ sáng tới chiều luôn. Chỉ có cuối cùng khi mà Nick kết thúc xong cái mỏ muối thì mới là tạnh mưa. Một lúc đó nhìn cái khung cảnh wow, tuyệt diệu như cảnh thần tiên, quá là đẹp luôn. À, một chút chia sẻ về cái mỏ muối này cho cô bác chị và các bạn cùng biết. Tại thị trấn ngôi làng xinh đẹp, ngôi làng cổ hàng ngàn năm tại nước Áo này, có tên là Hallstatt nha. Ra cái này nó bây giờ nổi tiếng vô cùng luôn. Rất may là nước đi dịp này là cũng không quá đông, cho nên là cũng khá thuận tiện. Còn những cái mùa khác á, nhất là mùa đẹp trời như là mùa hè đó thì đông nghẹt luôn. Lúc đó thì thôi đi chờ đợi rất là lâu. Bây giờ thì video clip đến đây cũng xin tạm dừng rồi. Cảm ơn quý cô bác anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Nick xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và các bạn trong những video clip kỳ sau nha. Chúc mọi người một buổi tối thật là nhiều năng lượng, tràn đầy sức sống nè, luôn luôn cảm thấy hạnh phúc vui vẻ bên gia đình và người thân. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Trời đẹp luôn, bây giờ đi xuống núi, mây lần vần dưới chân núi với thung lũng cả. Lá vàng, wow, ở trên, wow, khung cảnh thần tiên luôn, quá đẹp. Hồi nãy lên là bị mưa, bây giờ xuống mới nhìn là thấy nó tuyệt diệu luôn. Bên đây cái con đường xuống nó cũng quá hay nè, lá vàng. Wow, Hallstatt này quá tuyệt vời, rất đáng để đi.